Đào xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe. Ở đâu có mua một ít đồ ăn. Đây là chao nha. Cải, cải xanh với rau muống. Vậy là mọi người biết món gì rồi, phải không? Ở đây là khoai môn với gừng, hành ngò, tàu hũ. Mua thêm miếng cải xanh để ngồi nấu canh nữa nè. Buổi sáng thì Đào nấu chao ít, còn ăn buổi chiều là kho vịt kho gừng nha. Vịt Đào mua nửa con mà không lấy phần đầu cánh chân. Rồi bây giờ Đào sẽ đi lặt rau cải trước nha. Bà bán rau bà cho thêm mấy trái ớt hiểm nè. Cải xanh nấu canh mà bỏ thêm một miếng gừng vô nữa thì ngon lắm. Cải tốt quá mà con. Vịt mua về lúc nào Đào cũng rửa muối, rượu với gừng. Đào sẽ đập dập gừng ra rồi lấy miếng gừng đó chà lên da, lên thịt của con vịt đó, cho nó khử đi cái mùi hôi. Sau đó rửa lại vài lần với nước. Trước giờ Đào toàn lấy dao chặt vịt không à. Đi chợ thấy bà bán vịt, bà cắt bằng kéo mà cái miếng thịt vịt nó ngon lắm nha. Nên Đào về Đào bắt trước Đào cắt thử. Mà công nhận cây kéo SK5 này nó bén thiệt. Mà cây kéo này Đào xài cũng lâu rồi đó. Cắt vịt xong rồi, bây giờ Đào sẽ chia làm hai phần. Một phần kho với một phần nấu chao. Phần kho nó sẽ nhiều hơn. Và phần nấu chao thì có chồng Đào ăn hả. Còn phần kho thì có con Đào ăn nữa. Đào ướp thịt vịt cho nó thấm rồi mình sẽ đi làm nha. Đào không biết mọi người kho làm sao, ướp thịt vịt trước hay là đợi xào xong cho nó săn rồi mình mới ướp vô. Chưa nấu mà nhìn chao là thấy thèm rồi đó. Bây giờ Đào sẽ trộn cho nó đều. Vịt kho gừng này Đào cũng ướp trước luôn cho nó thấm. Gừng thì Đào sắc nhỏ nhỏ như vậy nè, để kho gừng rồi tí xíu mình bỏ vô canh nữa. Đào thấy mỗi lần kho mà thắng nước màu như vậy nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi Đào phi tỏi với gừng cho nó thơm. Xong rồi Đào sẽ cho vịt vô nè. Còn cái bếp bên đây thì tranh thủ nấu chao luôn nè. Phi hành tỏi cho thơm. Rồi cho vịt ướp nãy giờ vô xào. Khi nào mà thấy cục thịt nó thấm gia vị rồi nó săn lại như vậy nè thì Đào cho nước vô. Cái này mà có nước dừa nữa thì ngon lắm đó. Vịt kho gừng cũng đã chín rồi nè. Vịt nấu nãy giờ cũng mềm rồi, Đào sẽ cho khoai môn vô trước nha. Giờ bắt nồi canh lên nấu nữa là xong. Canh này nấu cũng nhanh chín lắm. Đào cho thịt vô hồi cho nó sôi. Cho cọng cải vô trước, rồi sau đó cho lá cải là tắt bếp được rồi đó.
Bây giờ Đào sẽ đi làm nước chao chấm nè. Hũ chao cũ còn miếng Đào cho vô luôn, rồi nặng thêm trái tắc với 2 muỗng đường. Tán ra thật nhuyễn rồi quậy cho đều lên, ai ăn cay thì cho ớt vào. Nè mọi người nhìn thấy có hấp dẫn chưa? Khoai môn chín rồi, Đào cho đậu hũ vô luôn nè. Rồi cho củ hành tây với hành lá, cải rau muống đồ vô luôn. Cái này Đào bắt lên bếp nấu chín rồi mình ăn luôn à. Rồi lẩu chao của Đào đã chín rồi nè, có ai đói bụng chưa? Đào mời cả nhà cùng ăn lẩu chao với Đào nha. Đào thấy tàu hũ xốp này nấu chao nó sẽ ngon hơn tàu hũ chiên mà cái loại đặc ruột á. Miếng thịt vịt nó thấm chao nè, mềm rất là ngon luôn. Tuyệt vời!